Hồng Vân xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Như quý vị đã biết, mấy ngày hôm nay tại Liên Hiệp Quốc đang có sự khảo sát về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đặng Xương Hùng, một người vừa mới từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để tham dự vào cuộc tranh đấu của chúng ta. Dạ, xin ông Hùng cho biết những sự suy nghĩ nào của ông đã đưa ông đến cái quyết định quan trọng này. Xin kính chào quý vị. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Đặng Xương Hùng. Tôi đã từng là lãnh sự của Việt Nam tại Geneva. Tháng 10 năm 1900 à, năm 2013, tôi từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và từ bỏ chức vụ vụ phó của Bộ Ngoại giao Việt Nam để tỏ một thái độ và bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Về lý do tại sao tôi chọn cái quyết định này thì như chúng ta cũng đều đều biết rằng là bức tường Berlin nó đã sụp đổ 25 năm nay. Thế nhưng mà hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng đã sụp đổ 25 năm nay rồi. Thế nhưng mà đất nước chúng ta vẫn còn là một nước xã hội chủ nghĩa dưới chế độ cộng sản. Vẫn theo cái chủ nghĩa Mác Lênin mà thế giới văn minh người ta đã từ bỏ từ lâu. Thời gian gần đây thì đất nước chúng ta đã rơi hẳn vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Khủng hoảng về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, về y tế, về giáo dục, về đạo đức con người, về truyền thống Việt Nam. Mà tất cả những con người Việt Nam nào cũng đều nhận thấy rằng cái lỗi này là lỗi do cái sự lãnh đạo yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai cũng trong lòng cũng mong muốn có một sự thay đổi nào đó. Một sự thay đổi dù ít dù nhiều thay đổi. Tuy nhiên thì tôi cũng vậy, tôi cũng 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 có cái tâm trạng là cố chờ làm sao cũng cũng chờ làm sao là Đảng Cộng sản có cái thay đổi để mà đáp ứng lại cái nguyện vọng của nhân dân. Bởi vì tôi nghĩ rằng là vì cái lợi ích của đất nước, vì cái nguyện vọng của nhân dân, vì cái xu hướng của thời đại thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải nhận thấy rằng mình phải thay đổi. Tuy nhiên thì tất cả những việc đó đều gây cho tất cả mọi người Việt Nam, tất cả người dân Việt Nam một sự thất vọng. Trong đó tôi cũng là cái người là hết sức thất vọng. Thời điểm cho cái quyết định của tôi thì nó vào tháng 10 năm 2013. Đó là khi cái tang lễ của ông Võ Nguyên Giáp được diễn ra, tang lễ của ông Võ Nguyên Giáp thì nhân dân Việt Nam đã đến và viếng ông một cách đông đảo. Cái đó nó thể hiện một cái gì đó họ muốn có một cái sự thay đổi nào đó trong một sự thay đổi nào đó. Tuy nhiên thì cùng cái thời gian mà diễn ra cái tang lễ của ông Võ Nguyên Giáp ấy thì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mới tuyên bố rằng là giữ nguyên điều 4 trong Hiến pháp sửa đổi. Điều 4 Hiến pháp sửa đổi là cái gì? Là quy định là cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo tại Việt Nam. Quy định là Đảng sẽ xây dựng nước Việt Nam theo hướng xã hội chủ nghĩa với tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì cái sự khăng khăng này của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái sự coi thường cái nguyện vọng của tất toàn dân Việt Nam. Và đó là cái thời điểm mà tôi lấy cái quyết định là phải tỏ một thái độ nào đó, phải tỏ một thái độ nào đó để nói lên cái tiếng nói của mình. Thế thì tôi đã quyết định ly khai. Và đây là một quyết định hết sức khó khăn, nhưng
phải dứt khoát. Phải dứt khoát, bởi vì cái thời điểm mà mình lấy quyết định nó cũng, nó nếu mà chần chừ nó sẽ qua đi. Chần chừ nó sẽ qua đi, và mình cái ý chí của mình ấy nó cũng sẽ có, vì lý do nào đó nó cũng sẽ thụt xuống. Vâng. Thì mình cũng không thể. Thì đó cũng là cái mà mọi người thường thắc mắc, là cái sự suy nghĩ của mình là một chuyện, cái sự thật mà mình nhìn thấy là một chuyện. Nhưng mà dù sao á, một con người đang có công việc, đang có cơ sở, đang có cả một cái khung cảnh làm việc gọi là khá tốt đẹp đối với người Việt Nam, mà bây giờ lại muốn ly khai, thì trong thâm tâm của ông có sự giằng co gì, và có nghĩ tới tất cả những cái hậu quả sẽ đến cho bản thân cũng như cho gia đình của mình hay không? Tôi thì tôi nghĩ rằng là ai cũng khi mà có quyết định như này thì ai cũng sợ, ai cũng rất sợ, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh mà chấn áp cũng những nhà đấu tranh theo phương pháp hòa bình ở Việt Nam, đấu tranh trong sự thay đổi ở Việt Nam đều bị chấn áp. Thì cái việc tôi quyết định như vậy là ai cũng lo ngại cả, ai cũng sợ, ai cũng sợ. Và cái chính là mình phải xác định cho cái mình cái giá, cái xấu nhất, cái xấu nhất của vấn đề, thì mình sẽ vượt qua được cái nỗi sợ đó. Thế thì tôi suy nghĩ rằng là tôi thì là người 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 được hưởng lợi, người trong cái nhóm hưởng lợi của cái chế độ, nhóm hưởng lợi trong chế độ. Thế thì cái việc tôi quyết định như thế thì chỉ trước mắt, cái trước mắt là tôi có, là tôi bất lợi cho tôi, là tôi đã từ bỏ đi những cái thuận lợi của trước mắt. Nhưng mà tôi nhìn tương lai dài thì tôi thấy quyết định của tôi có mấy cái lợi sau. Cái thứ nhất là nó thể hiện cái thái độ của tôi, thể hiện cái thái độ của tôi, và có thể tôi cũng không hy vọng rằng là nó là một cái hiện tượng gọi là mạnh mẽ. Thế nhưng mà chí ít tôi biết là sẽ lôi kéo được một người bước lên, sẽ có những người khác bước lên. Mình vượt qua nỗi sợ, sẽ có người khác cũng vượt qua được nỗi sợ, để mà cho cái tiếng nói, những tiếng nói kêu gọi thể hiện cái nguyện vọng của nhân dân nó được ngày càng đông đảo, ngày càng mạnh mẽ. Vậy khi ông đã thông báo quyết định của mình thì phản ứng của người thân như thế nào, và những cái người đại diện nhà cầm quyền Việt Nam đã có phản ứng gì đối với ông? Thì tất nhiên gia đình thì lo sợ. Lo sợ. Tôi có một cái chị, tôi và có một bà chị, thì bà chị rất là rất thích sự yên ổn. Thế sau khi nghe tin tôi này thì chị đi đi lại lại trong nhà, chị cứ bảo là Hùng ơi, tức là thể hiện cái thái độ của chị rất lo ngại cho cái quyết định của tôi. Đó là một cái sự thể hiện rất đúng bản chất con người, rất đúng bản chất con người, và tôi cũng thấu hiểu tất cả những điều đó. Đấy. Tuy nhiên thì như tôi đã nói, mình phải cân nhắc giữa cái cá nhân gia đình và cái chung. Thì tôi thấy rằng là tôi phải quyết định từ bỏ. Và trong bạn bè tôi cũng vậy, trong bạn bè tôi cũng có những cái phản ứng đối với tôi rằng: Hùng ơi, ai mà chả nghĩ như mày, thôi cứ mặc kệ nó chứ, mặc kệ nó, việc gì phải làm như thế. Thì đấy cũng là cái phản ứng rất là đồng nghiệp, rất là dễ hiểu. Và khi mà tôi ra đi thì tất nhiên là khi tôi đã có những cái bài viết, những cái thư ngỏ gửi Quốc hội, thì có cái phản ứng từ trong nước.
Tuy nhiên thì phản ứng người ta cũng chỉ gặp là muốn gặp lại tôi để muốn hỏi, gọi là muốn tìm cho tôi một giải pháp, muốn tìm cho tôi, tức là tìm một giải pháp nào đó để tôi không nói nữa, tôi từ bỏ cái ý định của tôi đi, tôi không nói nữa, và có thể là về nước chẳng hạn, về nước thì họ cũng sẽ tìm cho cái giải pháp cho bản thân thôi và người ta quên cái việc này đi. Thì tuy nhiên thì tôi cũng tuy nhiên thì cái đó thì nó không phải là cái, không phải tôi bỏ này để tôi muốn tìm kiếm một cái giải pháp là tôi làm mình làm mẩy để mà hưởng một cái sự ban gọi là cái sự trả giá, nghĩa là cái sự một cái giải pháp nào đó mà có lợi cho tôi, tức là người ta, đấy, người ta tức là ở đây có cái sự mặc cả, có sự mặc cả cho bản thân để đừng đừng làm đừng mang tiếng cho chế độ, mang tiếng cho chế độ, bởi vì ngay cả các thôi cứ gọi là, bởi vì tôi chống đảng nhưng mà tôi không chống lại con người, tôi không chống lại bạn, tôi vẫn là bạn, bạn tôi vẫn là bạn và ai kính trọng tôi vẫn kính trọng. Vâng. Tôi không chống lại con người, tôi chỉ chống lại đảng và chống lại cái đường lối của đảng thôi. Vâng. Thế thì trong trong phái đoàn có anh ấy, thì vì vậy tôi vẫn gọi là anh, bởi vì anh ấy vẫn đang là tuổi anh tôi, anh ấy có tìm gặp mà gọi muốn tìm gặp lại tôi, thì tôi cũng trả lời anh là nhất trí, là tôi cũng muốn cũng sẽ gặp anh, nhưng mà gặp anh với tư cách là bạn chứ không với tư cách anh là người đại diện của đảng và nhà nước, mà tôi là cái người đối tượng mà anh cần phải ấy, mà nếu mà gặp thì chỉ cần gặp thế thôi. Thì tuy nhiên thì cho đến lúc này cái dàn xếp đó nó không đạt được, bởi vì là thôi cái đó người ta không 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 làm nữa, người ta chúng mà tôi cũng không muốn thế nữa, bởi vì gặp cũng sẽ rất nhiều tế nhị và cũng gây khó khó xử cho cả tôi lẫn cho cả đồng nghiệp của tôi. Vừa rồi là phỏng vấn của Hồng Vân với ông Đặng Xương Hùng tại Geneva và Thụy Sĩ. Xin kính chào tất cả khán thính giả của đài SBTN. Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra
khói Ba Đình. Hàng triệu thanh niên một lần sinh máu, đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu, đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.